Thực tế cho thấy giữa các nhóm máu có vài yếu tố khác nhau, nguy cơ mắc bệnh, sở thích ăn uống, cả tính tình và cách yêu. Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ mang tính chất căn bản để các bạn tham khảo nhóm máu và những tiết lộ về tính cách của bạn. Nhóm máu O, đây là nhóm máu cổ xưa nhất, phản ánh lối sống của con người trong thời kỳ nguyên thủy và phổ biến nhất hiện nay. Những người thuộc nhóm máu này thường mạnh mẽ, tự tin, thẳng thắn, quyết đoán và vững vàng. Họ là những người nhẫn nại, duy tâm, gợi cảm, tư duy logic và có óc chiến lược. Với thiên hướng thích lãnh đạo, họ luôn tìm kiếm danh vọng, có tính hướng ngoại và thỉnh thoảng hay gan. Những người có nhóm máu O nên làm việc theo chương trình đã vạch sẵn cho từng ngày, tránh bốc đồng, tùy hứng. Nghề nghiệp thích hợp, nhân viên ngân hàng, môi giới đầu tư. Nhóm máu A được gọi là nhóm máu của người thợ cày, xuất hiện sau giai đoạn săn bắt, hái lượm. Người thuộc nhóm máu này có xu thế hướng nội, thích hoàn thiện, sáng tạo, hoài cổ và rất bảo thủ. Họ cũng là những người thích thời trang, kiểu cách, luôn tuân theo pháp luật và rất khó tính, dễ kể. Đặc điểm nổi bật của những người thuộc nhóm máu này là thích cuộc sống ổn định, ở nơi yên tĩnh, ít ánh sáng chói. Họ coi trọng lao động sáng tạo, rèn luyện trong trạng thái tỉnh nhiều hơn động, ngủ 8 tiếng trở lên mỗi ngày và không thức quá 11 giờ đêm. Nghề thích hợp, kế toán, lập trình viên. Nhóm máu B được gọi là nhóm máu của người du cư, xuất hiện ở giai đoạn sau trong quá trình tiến hóa. Những người nhóm máu B cần hoạt động thể chất, xen kẽ, loại cường độ cao với các hình thức thư giãn. Họ có tính độc lập trong suy nghĩ, linh hoạt, tổ chức tốt và cảm thông với mọi người, nhưng dễ tự phát, tự cao. Những người này coi trọng hoạt động thị giác, sáng tạo, sống giản dị và sắp xếp mọi việc theo ý mình. Họ ăn nhiều bữa, chú ý đến chất lượng hơn số lượng, nghề nghiệp thích hợp, nấu ăn, thợ làm tóc, phóng viên. Nhóm máu AB, đây là nhóm máu mới nhất trong quá trình tiến hóa, chỉ mới xuất hiện khoảng 10-15 thế kỷ trở lại đây. Nhóm máu này là sự kết hợp đa số ưu điểm cũng như nhược điểm của nhóm máu A và B, hiếm gặp nhất và có thể còn đang biến chuyển. Người nhóm máu AB thường thụ động, vị kỷ, thích sự riêng biệt, xa cách mọi người. Họ thích yên tĩnh, sâu kín, trung gian giữa hướng nội và hướng ngoại, rất nhạy cảm, có trực giác tốt và những phản ứng chậm. Đa số những người thuộc nhóm máu này sống trung thực, có lý trí, có tài ngoại giao nhưng ít khoan dung và mẫn cảm. Môn thể thao ưa thích cho nhóm AB là những môn đem lại sự bình thản và tập trung như đánh golf, đi bộ, bơi lội, đạp xe. Nếu có nhóm máu AB, bạn nên sống gần với thiên nhiên, tránh lo nghĩ, làm việc theo chương trình vạch sẵn, tăng cường hoạt động xã hội, nghề nghiệp thích hợp, đại diện bán hàng, giáo viên, công tác xã hội.